Kênh YouTube Cần Thủ An Giang xin kính chào anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em một cái loại cần mang tên là Nobi Australia. Cái này anh em có thể lên trang web Nobi Australia anh em truy cập. Đây là sản phẩm mới nhất của 2016, một cái hãng của Hồng Kông gia công đồ cho bên Úc. Thì mình sẽ giới thiệu cái dòng máy đứng, cái dòng máy dọc. Ở đây mình sẽ có ba cái hai cái size. Thứ nhất là cái size M và cái size medium MH hay còn gọi là medium heavy. Thì đi về chi tiết thì anh em thấy đây là cái cán cọt. Cán cọt đây là thể loại hở ha. Anh em nhìn kỹ vào thì mình thêm thấy là cái carbon nó xoắn. Đó. Carbon nó xoắn ở trên cái cần. Đó. Anh em thấy rõ ràng ha. Đó, carbon nó xoắn. Xoắn trên cần. Đó, thấy anh em thấy rõ ràng không? Đó, carbon xoắn, xoắn. Để ra gia cố thêm cái cần này cứng lên ha. Rồi, chi tiết đây là hãng Nobi Australia. Đó. Cái này cũng được design and engineer. Có là thiết kế và gia công ở Nhật, về thiết kế và các kỹ sư Nhật thiết kế với công nghệ kỹ thuật của Nhật ha. Cái bát thì cái cán cần này nó cho cái những cái cú nóng rất là chắc chắn. Và trên cái thân của cái bát này nó được phủ một cái lớp mũ. Một cái lớp mũ mà nó sùi để chống trơn trượt cái cần. Còn đây là nhôm. Đây là nhôm được tinh khắc rất là đẹp. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi sâu vào cái đi một chút xíu vào cái thông số. Đó, đây là cây 662, có nghĩa là 6 feet 6 in. 1 feet là gần 3 cm ha, 1 in là 1 feet là bằng 3 tấc ha, còn một cái inch là 2 dấu phẩy đó là gần bằng 3 cm thì 6 feet 6 in này nó chạy ra gần 1m98. Lua từ 7 đến 28 gram và lai từ 5 đến 15 gram. Rồi. Xong xuôi đây là fan này là fan K. Cái tên của nó đó, thông số kỹ thuật nó gọi là Tango Free, có nghĩa là khi cái này sẽ có một cái bài để mà giới thiệu sâu về cái fan K này cho anh em ghi. Còn đây mình chỉ nói đây là giống dạng là fan K. Cái body của nó làm có cái body của nó là stainless steel, là loại thép không gỉ. Và thứ hai là cái ring, là cái mà cái dòng sứ bên trong này nè, đây là dòng xích ha. Đây là của ring xích để cho anh em chơi cái dây BE thoải mái. Rồi thì cái ngọn của nó đây. Đó, ngọn nó đây. Và cái đây là cái đầu bu chống xoắn. Bu chống xót đó ha anh em, bu chống xót cũng chẳng là để mà cho ít bị khi quăng ra ít bị xoắn dây hơn, đây là công nghệ mới. Rồi thì cái giá nó là như vậy, mình sẽ có 3 size, cây 1m98 là 1.000.000 đồng, còn cây này là cây 2m13, chính xác là 2m13 là 1.050.000. Còn cây 2m29. Đó, 2m29 lua dẫn từ 7 đến 28 gram. 2m29. Đó. Là 1.150.000. Rồi.
Cái này là hãng Snobby dành cho thị trường Úc, Australia. Anh em có thể tham khảo web Snobby Australia để tìm cái sản phẩm mới nhất này ha. Rồi anh em có thể add số điện thoại 0917 161 979 979 để mà anh em mình trao đổi qua Zalo hay là Viber để mình tìm hiểu thêm về cái dòng cần Snobby Australia này. Cần cầm trên tay rất là chắc chắn và đẹp nha anh em. Đây là carbon, carbon xoắn. Cái này quay trên cái video clip này thì những cái chi tiết thì nó chưa có rõ, anh em cầm trên tay thì sẽ thấy nó rất là đẹp. Giá là cây 1m98 là 1 triệu, 2m13 là 1.050.000 và 2m29 là 1.150.000. Rồi xin cần thủ gian xin hẹn gặp lại ở một cái bài sau để mình nói chuyện chi tiết hơn về cái fan xích của Fuji hoặc là xích của hàng Snobby này. Rồi chúc anh em những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.